Đây là Phú Tài nè, anh Lâm nè, anh Lâm nhìn nè, anh Lâm, anh Linh nè. Hello Tài. Anh đi chắc quạnh Jeongsan. Anh em đang xuống bến tàu. Sáng nên sao mà chảy mày? Chở mẹ ra đi công chuyện. Đi chợ đi, đi bơi hả? Vô ngân hàng. Chở qua nhà đi bơi hả? Tao có một bạn cứ đi chảy rồi nói chở mắt chở qua nhà đi bơi gì đồ.